Các bạn thân mến, từ lâu những cái tên tuổi lớn trong làng thiết bị âm thanh và thu âm giống như là Rode hay là Saramonic thì đã luôn luôn chiếm được một cái thị phần rất là lớn và luôn luôn được lòng các anh chị em làm nghề sáng tác nội dung. Nhưng mà các bạn biết không, làm gì có mấy ai hiểu được là lý do thực sự đằng sau lựa chọn của mình. Nếu như mà không có sự xuất hiện của những chiếc mic không tên tuổi với giá thành rẻ bèo đến từ những cái thương hiệu Trung Quốc nhưng lại có tính năng tương đồng đến mức đáng kinh ngạc như những thiết bị như thế này. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với mình so sánh hai chiếc mic có cái phân khúc giá khác hẳn nhau nhưng mà lại có ngoại hình cũng hao hao nhau và có một cái tính năng mà mình nghĩ là bù trừ được cho nhau. Và hãy cùng đánh giá xem chất lượng âm thanh thu được từ hai chiếc mic này khác nhau đến mức nào nhá. So sánh một chiếc mic không dây bass của Khoai với một chiếc mic không dây chỉ có 500 cành, thật nghe có vẻ rất khập khiễng nhỉ. Chiếc mic không dây đến từ thương hiệu Rode thì khỏi phải bàn rồi, vẫn luôn có một mức độ hoàn thiện cao cấp cùng các cổng kết nối, cổng âm thanh sắc nét và chi tiết, cũng như có một mặt trước được tráng kính bóng, trông rất chi là xịn sò. Chiếc mic rẻ tiền này thì cũng không hề thua kém, với chất liệu nhựa nhám cùng độ hoàn thiện trung bình, không quá tệ như những gì mình tưởng tượng. Mic cũng dùng sạc Type-C, có đầu mic và vị trí gắn bông lọc vô cùng chi tiết và tỉ mỉ. Điểm cộng của chiếc mic không dây vô danh này chính là nó có một dãy các nút cao su để kết nối tăng hay giảm âm lượng, cũng như có một thứ mà rất tiếc là trên Rode Wireless Mi không có, chính là cổng tai nghe 3.5mm để nghe âm thanh trực tiếp từ receiver. Tóm lại, thiết kế của cả hai chiếc mic đều rất tương xứng với giá tiền của nó. Cả hai chiếc mic đều có cổng kết nối không dây giữa bộ thu và bộ phát, và việc nhận diện tín hiệu nguồn cũng như tín hiệu kết nối của cả hai chiếc mic này đều khá tương đồng, đó là dựa theo hai chiếc đèn LED ở ngay trên thân của các bộ thu phát. Tốc độ kết nối nói chung đều như nhau, nhanh gọn và trực quan, dễ sử dụng. Tuy vậy, khoảng cách cũng như là vật cản giữa các bộ thu và bộ phát trong khi quay sẽ ảnh hưởng khá rõ ràng khi sử dụng chiếc mic rẻ tiền hơn. Giả dụ như khi bạn xoay mic đi hướng khác trong khi thu tiếng, điều này là vô cùng bất lợi nếu như bạn đòi hỏi một chất lượng âm thanh đồng đều xuyên suốt cả video của mình. Hiện tại thì mình đang sử dụng chiếc mic Rode để thu lại tiếng và cho các bạn nghe trực tiếp xem cái chất lượng âm thanh của chiếc Rode này như thế nào. Song song với đấy là mình sẽ quay một số khác. Quay từ một thiết bị máy ảnh khác và sử dụng chiếc mic đến từ thương hiệu vô danh này. Các bạn có thể so sánh trực quan xem là hai cái thiết bị này có điểm khác biệt gì về mặt âm thanh nhá. Không biết là các bạn có nhận thấy sự chênh lệch rõ ràng đến từ hai thiết bị này hay không? Và chắc chắn mình đoán chắc là khả năng lọc ồn của chiếc mic Rode này chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với chiếc mic vô danh này. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái không gian rất là rộng rãi ngoài trời và có rất nhiều xe cộ qua lại cũng như là nhiều tiếng ồn. Và mình đòi hỏi rất là cao về mặt tử ồn của những chiếc mic. Và mình nghĩ là chiếc Rode này sẽ có thể làm cho mình ưng ý hơn. Điểm đáng tiền hơn cả của chiếc mic đến từ thương hiệu Rode chính là khả năng khử ồn ở mức độ khá hơn rất nhiều. Đồng thời, chiếc mic cũng khiến cho giọng nói của chúng ta trở nên dễ nghe và sáng hơn, tách biệt khỏi tạp âm từ môi trường xung quanh. Đây cũng chính là điều mà chiếc mic không tên tuổi của chúng ta chẳng thể nào làm được. Mặt khác, với hạn chế về mặt công nghệ sản xuất thì những chiếc mic không rõ tên tuổi ấy đa phần đều chỉ có thể thu âm theo một kênh duy nhất, hay còn gọi là thu âm mono thay vì stereo như trên các bộ mic có tên tuổi như Rode Wireless Mi. Và hy vọng là sau khi xem video này thì các bạn đã có cho mình những cái sự gợi ý rất là chất lượng để lựa chọn những cái thiết bị thu âm đến từ thương hiệu tên tuổi hay là không có tên tuổi. Đối với bản thân mình đánh giá rất là cao chiếc mic vô danh đến từ một cái nhà sản xuất vô danh đến từ Trung Quốc này, bởi vì nó đã khiến mình cảm thấy khá là bất ngờ về chất lượng âm thanh này, về những cái sự kết nối nhanh gọn nhẹ, cái độ hoàn thiện khá là cao. Tuy nhiên là đối với mình, với đặc thù công việc của mình thì mình có yêu cầu khá là cao về mặt chất lượng âm thanh. Chính vì thế nên là mình sẽ vẫn trung thành ở lại với cả những chiếc mic đến từ thương hiệu có tên tuổi lớn như là Rode. Các bạn thân mến, sản phẩm Rode Wireless Mi đang được bán tại Tokyo Camera với giá vô cùng ưu đãi. Video đến đây là hết rồi. Hãy nhớ bấm nút like và subscribe ủng hộ kênh chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chất lượng tiếp theo đến từ channel Tokyo Camera.